Lloyd James Austin III, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1953, là Bộ trưởng Quốc phòng thứ 28 của Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2020, ông được Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ông đã được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận vào ngày 22 tháng Giêng năm 2021 bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 93 phiếu thuận hai phiếu chống. Khi chọn Austin, Biden đã chọn một cựu sĩ quan bốn sao phá vỡ rào cản. Người là vị tướng da màu đầu tiên chỉ huy một sư đoàn quân đội trong chiến đấu và là vị tướng da màu đầu tiên giám sát toàn bộ các hoạt động lãnh đạo ngũ giác đài. Ngoài những đầu tiên khác, ông còn là phó giám đốc tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội người da màu. Austin cũng là người điều hành Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ trước khi nghỉ hưu vào năm 2016, đã nổi lên như là một ứng cử viên hàng đầu trong những ngày sau khi Biden được đắc cử. Joe Biden đã phải chịu áp lực ngày càng tăng trong công việc đề cử một người da màu làm bộ trưởng quốc phòng của mình. Ông đã chọn Austin sau khi cân nhắc cựu bộ trưởng an ninh nội địa Jay Johnson cho công việc. Một số người quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết Ông là một tướng bốn sao đã nghỉ hưu của quân đội Hoa Kỳ, từng là tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ từ năm 2013 đến năm 2016. Ông là người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên được giữ các chức vụ đó. Hạ nghị sĩ Benny Thompson, một thành viên CBC thân cận với Biden cho biết, tướng Austin là một người miền Nam, có bằng cấp xuất sắc trong cuộc đời binh nghiệp của mình và sẽ là một thành viên xuất sắc cho bộ phận hành chính của Hoa Kỳ. Tổng thống Biden cũng bị thu hút bởi khía cạnh làm nên lịch sử của Austin và kinh nghiệm hậu cần sâu sắc của ông. Austin từng là phó tham mưu trưởng thứ 33 của lục quân Hoa Kỳ từ ngày 31 tháng Giêng năm 2012 đến ngày 8 tháng 3 năm 2016. Với sự nghiệp quân sự 41 năm tiền lệ, để giám sát bốn chi nhánh của quân đội và giữ vai trò cố vấn quốc phòng chính của quốc gia. Cloy Austin là chỉ huy người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên trong lịch sử của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đứng đầu tổ chức. Austin là người nhận được Silver Star đã giữ các vị trí cao, chịu nhiều áp lực trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình. Ông cũng là một vị tướng chỉ huy cuối cùng của lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq chiến dịch bình minh mới kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2011 và sau đó ông là phó tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ. Austin giải ngũ vào tháng 4 năm 2016 và gia nhập hội đồng quản trị của Raytheon Technologies, một trong những nhà thầu lớn nhất của ngũ giác đài và là điểm gắn bó tiềm năng giữa các nhà lập pháp cấp tiến. Nhiều người lo ngại về việc bổ nhiệm một bộ trưởng quốc phòng có quan hệ với ngành công nghiệp. Ông cũng nằm trong hội đồng quản trị của Newcore, nhà sản xuất thép lớn nhất của Hoa Kỳ, cũng như công ty chăm sóc sức khỏe Tenet Healthcare. Ông là người được ủy thác của Carnegie Corporation of New York, một quỹ từ thiện. Austin lấy được bằng thạc sĩ đầu tiên vào năm 1986 là tư vấn từ trường cao đẳng giáo dục của Đại học Auburn, tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point. Austin đã nhận được hai bằng thạc sĩ Ông cũng theo học tại Trường Cao đẳng Chỉ huy và Tham mưu Lục quân và Trường Cao đẳng Chiến tranh Lục quân. Những người quen biết với ông lưu ý rằng kinh nghiệm giáo dục của ông đã giúp cho ông hình thành phong cách lãnh đạo của ông. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm ông điều hành Bộ Tư lệnh Trung tâm, chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Trung Đông, nơi ông giám sát các hoạt động chống lại nhà nước Hồi giáo khi tổ chức này tiếp quản một vùng rộng lớn ở Iraq và Syria vào năm 2014. Ông đã phải đối mặt với những câu hỏi đặc biệt hóc búa vào năm 2015 về vai trò của quân đội Hoa Kỳ huấn luyện các lực lượng ở Syria để chống lại các nhà nước Hồi giáo trong cuộc nội chiến của đất nước này. Thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã chi khoảng 500 triệu Mỹ Kim nhưng chỉ huấn luyện một số ít chiến binh. Vào thời điểm đó là các cáo buộc rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm đã hạ thấp các báo cáo tình báo về mối đe dọa do nhóm khủng bố gây ra và vẽ lên một bức tranh tươi sáng hơn về sự tiến bộ của các nỗ lực quân sự của Hoa Kỳ. Quyền chỉ huy của Austin đã bị xóa trong cuộc điều tra của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng vào năm 2017. Trong một bản ghi nhớ hồi tháng 3 năm 2021, cho tất cả các nhân viên của Bộ Quốc phòng, Austin đã viết về việc phát triển tài năng, xây dựng khả năng phục hồi và sự sẵn sàng cũng như bảo đảm khả năng lãnh đạo có trách nhiệm, bao gồm tất cả giải quyết các vấn đề quấy rối và tấn công tình dục. Ông viết, "Chúng ta duy trì và nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng cũng như phát triển các khả năng cần thiết để bảo vệ nước Mỹ." khi chúng ta hoàn toàn nắm bắt được sự đa dạng về nguồn gốc kinh nghiệm và suy nghĩ bộ phận sẽ dẫn đầu các giá trị của chúng ta xây dựng sự đa dạng công bằng và hòa nhập vào tất cả các khía cạnh công việc của chúng ta và trong mọi việc chúng ta làm tính toàn diện sẽ thúc đẩy các giải pháp sáng tạo trong toàn kế hoạch khó khăn và tạo ra một môi trường mang tính xây dựng trong đó mọi người đều có không gian để đóng góp đầy đủ Austin đã gửi đến Westport, hồi tháng 5 năm 2021. Ông cho biết các trung úy trong quá trình khởi nghiệp đầy thử thách và khó khăn. Bạn sẽ phải làm việc cùng với một nhóm của mình để tồn tại và thành công. Và tổ chức này sẽ xuất sắc trong việc truyền đạt chính xác tinh thần đó. Ông bảo đảm với các sinh viên tốt nghiệp rằng bất kể họ gặp điều gì, những gì họ học được ở Westport sẽ giúp cho họ đi đúng hướng. Scott Brower, chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu và hiện là giám đốc của chương trình học giả quân sự BRASS tại Đại học Vanderbilt, đã làm việc với Austin nhiều năm, đáng kể nhất vào năm 2010 đến năm 2011 khi Austin là tướng chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq. Tướng Brower cho biết, "Điều mà tôi luôn đánh giá cao về tướng Austin là ông đã dành thời gian để gặp chúng tôi ông luôn rất cân nhắc ông chu đáo và chú ý đến những gì chúng tôi đang diễn ra và những gì chúng tôi chịu trách nhiệm vì ông hiểu tác động của nó thật là cảm kích khi thấy rằng người chỉ huy có trách nhiệm lớn như vậy đã dành thời gian tham gia với chúng tôi để xem chính xác chuyện gì đang xảy ra ông ấy cũng muốn nghe những gì chúng tôi đang nghĩ điều quan trọng đối với ông là được nghe từ những người khác nhau, đang nhìn những phần khác nhau trong một cuộc chiến và có những mối quan hệ khác nhau và những hiểu biết khác nhau về những gì đang diễn ra, bởi vì điều đó đã giúp cho ông vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn về những gì đang xảy ra trong toàn bộ đất nước Iraq. Biden và Austin quen nhau trong một cuộc chiến tranh Iraq của chính quyền Obama, khi cựu phó tổng thống lãnh đạo chính sách Iraq và Austin giữ chức vụ tướng chỉ huy cuối cùng của lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq. Ở vị trí đó, Austin đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường lực lượng bắt đầu từ năm 2007 và phụ trách việc rút các lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ vào năm 2011. Một người quen thuộc với quyết định của Biden cho biết, tổng thống đắc cử đã chọn Austin vì ông ấy là người đã trải qua một cuộc khủng hoảng và được tôn trọng trong quân đội biden cũng tin tưởng austin vì họ đã làm việc cùng nhau khi biden là phó chủ tịch và có một danh mục chính sách đối ngoại lớn trong nhiều thập niên phục vụ của mình austin nổi tiếng là tránh ánh đèn sân khấu và hiếm khi tham gia các sự kiện công cộng như họp báo hoặc là thảo luận cung cấp lời khuyên và ý tưởng về các vấn đề chính trị hoặc kinh tế